Tết nhất tới nơi rồi bà con ơi. Bánh mứt cũng có, hạt dưa cũng có, mứt dừa cũng có, video ngày Tết cũng có. Nhưng mà không có không khí Tết các bạn. Các bạn biết không, mình qua Mỹ 30 năm các bạn, 30 năm. Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Mình đi qua bên Mỹ 30 năm thì chỉ có năm đầu tiên mình qua bên Mỹ mình đón Tết thôi các bạn. Tại sao vậy? Các bạn biết không? Ở bên Mỹ nó có mấy hộp dưa nè, không? Hộp dưa Mỹ, ha, hộp dưa. Đó, nhìn nè. Hộp dưa đang quẹt bạn. Không? Cũng cắn hộp dưa như ở Việt Nam. Mứt dừa, không? À, mấy cha mứt dừa nè, mấy chơi, mấy chơi. Mấy chơi mứt dừa nè, mấy chơi. Dừa nè, ăn đi con. Happy New Year nha. Cũng có chè uống như người ta, cũng có phim ngày Tết, nhạc ngày Tết coi như người ta, nhưng mà tại sao lại họ không có Tết bạn? Các bạn biết không, mình qua bên Mỹ 30 năm, cái năm đầu tiên mình qua bên Mỹ bạn, lạ nước lạ cái, nhớ quê hương, nhớ thơ quê hương, tha thiết, da diết. Qua bên Mỹ ngày đầu, năm đầu tiên bạn biết không, nhớ Việt Nam bạn, trời ơi, cái gì cũng nghĩ Việt Nam không? Thấy hạt dưa mua, nhớ Việt Nam, trời ơi, năm quá giảng cổ bên Việt Nam Tết, qua bên Mỹ thấy hạt dưa mua, thấy mứt dừa mua, thấy bánh kẹo mua, tại vì qua bên Mỹ năm đầu tiên cái gì cũng như Việt Nam mà. Trời ơi, vài bữa đó Tết thì phải gọi điện thoại về Việt Nam cho bà con mà, Tết mà. Các bạn biết không, năm đầu tiên là sung đó bạn, rồi mua bánh tét, đồ ăn, nấu thịt kho đồ ăn không. Bữa hôm nay là mùng 1 Tết. Bữa hôm nay là mùng 1 Tết bạn, bên Việt Nam người ta đi chơi bạn, mình lên Mỹ ngồi chơi queo. Lấy cái điện thoại lên bấm. Gọi về Việt Nam cho bà con đi chơi họ không mất máy bạn. Buồn quá. Tự nhiên cảm thấy một cái gì đó nó xa xăm lạ lẫm, có gì đó một chút lạnh lòng. Thì hồi xưa bạn biết không, có những cái Facebook để gọi cho người ta bạn. Hồi xưa là phải gọi điện thoại. Trời ơi, mình bên Mỹ mình gọi điện thoại về để coi bà con mình có vui không, ai ngờ bà con đi chơi hết các bạn, họ không quan tâm tới mình. Mình ở bên Mỹ mình coi TV, mình nhớ về quê hương, mình gọi cho họ, họ không bắt máy, buồn quá. Cắn hạt dưa tiếp. Uống trà tiếp. Không phải ở bên Mỹ là không có mứt dừa ăn, không phải ở bên Mỹ là không có hạt dưa để cắn các bạn, nhưng mà cắn gì buồn á. Ở bên Việt Nam Tết mình cắn, mình mời mấy cháu ơi, mấy cháu, cháu ơi cắn hạt dưa không, cháu ơi cắn hạt dưa không, cháu, cháu ơi cháu ăn mứt dừa không, ăn mứt dừa không hả, mứt dừa này con lấy đi, lì xì nha, lì xì nha nè, em ba lì xì cho con. Mình không biết Tết là gì các bạn. Không, rồi bánh kẹo thì ơi trời bạn đó. Bà con thì qua, bây giờ qua bên Mỹ các bạn biết không, trước ngày Tết á, không, trước ngày Tết á là mình gọi điện thoại Việt Nam, mình nói là ơi mùng 1 Tết thì cứ đâu chơi không, mùng 1 Tết gọi điện thoại chúc Tết nha, mùng 1 Tết họ đi chơi hết bạn. Bây giờ gọi điện thoại gì họ bắt máy, trời buồn quá. Không, bây giờ á, gọi các bạn biết không, mình đi ra đường mình thấy toàn người Mỹ các bạn, tại vì cái Tết á, là cái Tết Việt Nam. Không, người Mỹ họ không biết, họ vẫn đi làm. Bây giờ mình ra đường Tết bình thường mà, không có một chút gì không khí là Tết cả. Đó, nhưng mà cái Tết đó, nó lại gây như tháng 1. Cái tháng 1 là học sinh đi học thì mình cũng vẫn phải đi học bình thường như người ta. Ồ, buồn quá các bạn ơi. Đó, bây giờ các bạn thấy không, qua bên Mỹ năm đầu tiên mua mứt, mua bánh trái, mua bánh tét, thịt kho, vịt, cũng như ngày bình thường thôi. Không, ngày bình thường mình cũng ăn, bữa nay cũng ăn, mà không có không khí gì. Thôi, năm sau không đón Tết cho mày. Tại vì bài ra các bạn thấy không, giống như bữa hôm nay là mùng 1 Tết. Thôi, mua hạt dưa, mua mứt dừa, mua bánh trái mà để cả tháng trời không ăn mà. Không ăn bỏ phí. Thôi, năm sau là không đón Tết luôn. Như vậy là 30 năm ở bên Mỹ không đón Tết các bạn. Buồn quá. Các bạn thấy không?
30 năm, tại vì cái năm đầu tiên mình qua bên Mỹ mình còn ham hú, mình còn đón Tết. Nhưng mà năm thứ hai cái trời chán rồi, Tết bên Mỹ cũng giống như Tết bên Việt Nam ngày thường thôi. Tại vì bên bên Mỹ bạn biết không, ngày thường mình cũng đi chơi, mình cũng ăn hạt dưa. Bây giờ Tết mình cũng ăn hạt dưa mà buồn quá, không coi tivi, không có chút nào không khí Tết bạn. Trời ơi. Rồi, mình biết các bạn sẽ hỏi là ủa tại sao thì không ngủ mấy người Việt Nam lại tổ chức đón Tết. Các bạn biết không? Tết ở bên Mỹ á, không? Nó không phải là Tết ở bên Tết của người Việt Nam ở bên Mỹ á, nó không phải là một cái ngày lễ giống như là lớn lớn thiệt lớn mà người Mỹ họ họ tổ chức vậy. Thì tiểu bang của mình chỉ có leo que giày của Việt Nam mà. Bây giờ mình nói ơi, qua nhà tao ăn Tết đi, ăn Tết đi, bữa nay tao có nấu thịt kho không vậy nè. Các bạn biết mình ngủ hôm qua ăn Tết, mình mua bánh tét, không? Mình có hộp dưa. Họ nói hồi mời đi làm đó, hồi nhà tao cũng có hộp dưa để tao tự ăn đi, mày mày tự ăn đi. Các bạn biết không? Ngày Tết là mình mua hạt dưa, mình mua bánh mứt. Con ơi, có ăn hạt dưa không? Con ơi, ăn hạt dưa không? Đó. Nhưng mà bây giờ bên Mỹ nhà nào cũng có hạt dưa các bạn. Thôi ngày mai tôi đi làm, tôi không qua đâu. Thịt kho hộp vịt thì thôi, ngày hôm qua ăn rồi không ăn nữa đâu. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này tuần nào họ cũng nấu thịt kho hộp vịt này. Đâu phải đợi tới Tết mới nấu thịt kho hộp vịt đâu. À, cho nên bây giờ bạn Tết á, rủ họ qua họ cũng không qua nữa, tại vì ngày mai họ phải đi làm, không? Ngày mai họ đi làm mà. Bây giờ Tết là rơi ngay giữa tuần thôi, không qua đâu, tự ăn đi nha. Đó. Cho nên người người Việt Nam ở bên Mỹ các bạn biết không? Càng ngày họ họ làm biếng đón Tết. Tại sao vậy? Trời ơi, đi làm về mệt rồi, bài dọn ra mệt nó, ngày mơ đi làm nữa rồi nấu bánh tét chi mệt, thôi có một ngày à, cũng như không các bạn, không có không khí. Thôi đợi năm sau đi, năm sau về Việt Nam ăn Tết luôn. À, các bạn biết không, năm sau đi, năm sau tôi về Việt Nam tôi ăn Tết luôn. Cái chữ năm sau này đó nó kéo dài ba chục năm các bạn. Nên năm sau về Việt Nam ăn Tết đi, năm sau về Việt Nam ăn Tết ha ha. Thôi năm năm sau Việt Nam ăn Tết đi, 30 năm bạn. Nó thôi bữa nay mình ăn Tết qua tivi đi bạn, qua tivi đi. Các bạn thấy không, mua một cái hũ hạt dưa cắn được có 2-3 hộp à, hơi buồn quá, cắn cả dứt răng các bạn, hay bỏ vô lại. Mua hũ hũ mứt, mua hũ mứt cắn 2-3 miếng. Trời, hồi xưa sao mình thích ăn á, bây giờ bây giờ ăn nó ngọt quá, chắc ăn ông hoài chắc bị tiểu đường á. Cắm vô lại luôn, tại vì các bạn biết không, nó không có cái không khí Tết bạn. Thôi đợi năm sau về Việt Nam ăn Tết luôn, chứ ăn Tết ở đây buồn quá. Bây giờ đi ra chợ mua một đòn bánh tét về trưng nhà thôi. Trời, mua đồ bánh tét về ăn cho rồi, chưng chi có không khí Tết đâu. Không, bên Việt Nam bây giờ người ta mua bánh tét gì người ta chưng, người ta mua cây mai cây đào gì người ta chưng. Mình trời hồi ăn cho rồi để chứ chưng gì nữa, thấy không? Ngày mai đi làm tiếp rồi bài vẽ gan chi nữa đó. Các bạn biết năm đầu tiên mình qua bên Mỹ mình rất là sáng suốt bạn, hăng say các bạn, đúng không? Trời, ngày mai là Tết rồi, gọi điện thoại về cho bạn bè đi. Các bạn mới mùng 1 Tết bạn bè mình đã đi chơi, mình ngồi chèo quẹo đây rồi, gọi điện thoại cho nó bắt máy đâu. Gọi điện thoại cho bạn bè, trời không đứa nào bắt máy, tủi thân quá, tủi thân cô đơn lạc lõng, lạc lõng giữa trời đông cô đơn quá. Cho nên năm thứ hai ngày mới Tết rồi, thôi kệ đi, ngày mới Tết thì cũng giống như bình thường thôi. Ở bên Mỹ đi mà, mình nói thẳng là ở bên Mỹ không có Tết bạn, ở Mỹ không có Tết. Giống như ngày mới là mùng 1 Tết rồi, bên Việt Nam người ta đang háo hức, người ta đang đi chơi. Mình bên đây á, ngày mai đi làm tiếp nữa. Bởi vì các bạn phải đánh đổi, qua bên Mỹ là các bạn phải sống theo kiểu Mỹ à, chứ mà qua bên Mỹ mà các bạn sống theo kiểu Việt Nam là các bạn buồn lắm, không không được. Không, thôi bây giờ tôi đợi về Việt Nam tôi ăn Tết nha. Trời, tôi nói câu này để chắc là 40 năm sau tôi mới về Việt Nam này. Hồi bữa tôi nói câu này là 30 năm về trước. Tôi thôi bây giờ tôi đợi về Việt Nam tôi ăn Tết nha. 30 năm sau tôi vẫn chưa về Việt Nam tôi ăn Tết này. Các bạn biết không, mình không bao giờ về đúng ngay cái dịp Tết này. Tại vì về dịp Tết tốn tiền lắm bạn, tốn tiền lắm. Vừa lì xì đó, thấy không? Rồi vừa cho người này, cho người kia.
cho quà cho bánh nữa bạn, tốn tiền lắm các bạn ơi. Không, thôi đợi đợi năm sau về Việt Nam ăn Tết luôn đi. Trời, cái câu nói này của tôi là 40 năm sau bạn nhé, 40 năm sau tôi mới Việt Nam ăn Tết. Về Việt Nam ăn Tết một lần đâu phải là chuyện dễ đâu bạn. Các bạn thấy không? Nỗi lòng của những người Việt Nam xa xứ. Bây giờ tôi ngồi đây tôi coi video và thấy không? Háo hức, trời ơi, nhớ quê hương quá. Năm sau tôi phải về Việt Nam tôi ăn Tết mới được. 40 năm sau chưa về nữa bạn. Cái này nói thiệt nha, có nhiều người bạn ơi 25 năm chưa bao giờ về Việt Nam, không có tiền về. 25 năm chưa bao giờ về Việt Nam bạn. Tại vì làm bao nhiêu tiền là trả bill, trả này trả nọ rồi tiền đâu về Việt Nam. Làm bao nhiêu tiền là trả này trả nọ rồi tiền đâu về Việt Nam. Về Việt Nam một lần là 20.000, 20.000. Một năm làm dư được có 5.000 à. Phải làm 4 năm trời mới dư được 20.000 bạn. Tiền đâu về quê. Thôi hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Tạm biệt các bạn. Năm sau là tôi về Việt Nam ăn Tết với các bạn nha. Các bạn nhớ đợi tôi năm sau nha các bạn.